Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là những cái số phụ cho cầu này. Số phụ hàng về rất là nhiều nhé. Cái số phụ này thì nó lắp được cho những cái cầu các đăng này. Cái này còn gọi là số mạnh đấy. Về cái độ giảm tốc của nó ấy thì khi các bạn về số mạnh ấy thì nó sẽ giảm đi một nửa tốc độ. Đấy. Rất là nhiều nha, các bạn nào có nhu cầu lấy về bán lại thì liên hệ trực tiếp với bên em nhé. Bên em sẽ để giá ưu đãi cho. Cách lắp đặt của cái bọn này thì nó cũng rất là dễ thôi. Đấy. Đầu tiên nên là các bạn là đây một cái số đây. Đầu tiên là các bạn là mắt nắp cái mặt bích vàng này lên cái cầu trước. Thông qua bốn cái con ốc này. Sau khi nắp cái mặt bích vàng này ở trên cái cầu ấy rồi ấy, thì các bạn siết cái con ốc trên cầu lại và các bạn bắt ngược cái mặt bích vàng này lên hộp số phụ này. Vậy là xong thôi. Cái phần này thì các bạn lắp dây số như thế này. Đây là phần cần này. Cần thì nó có cái lò xo này. Lò xo này các bạn cũng bắt lại và quặt cái lò xo này vào cái tay số như này. Thì cái mục đích của cái lò xo này lúc nào nó cũng tạo ra một cái lực căng để cho các bạn cài số vào cái ngạnh này. Đấy, các bạn cài vô cái ngạnh này là nó sẽ không bị trượt ra. Đấy, đây, khi các bạn cài vào cái ngạnh nó không trượt. Đấy là mục đích nó làm cái cần đấy. Thì lưu ý các bạn chỉnh những cái con ốc này cho nó phù hợp. Làm sao mà cho nó sang số nó phù hợp là được. Còn những cái cầu ấy thì các bạn lắp lên là hầu như tất cả các loại cầu mà các bạn chỉ quan tâm đến cái lỗ này này. Cái trục này là trục 19 này. Đo dương là 20 này. Đo cái gờ dương là 20 này. Dùng cho tất cả các loại cầu thì đều được hết. Một bộ của nó thì bao gồm đầy đủ như vậy. Đây, cầu thì bên em cũng rất là nhiều này. Đấy, cầu các loại luôn. Thì các bạn chỉ cần đấy. Đây các bạn tháo bốn cái con ốc này ra này. Các bạn lắp cái mặt bích vàng ấy vào đây. Sau đó các bạn siết chặt nó lại rồi mình lắp số phụ lên cái này là thành một cái cầu có số mạnh thôi. Các bạn mua gì thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 0983 818 955 nhé.